Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe tổng ăn bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe MG5 bản Luxury bản cao cấp nhất của dòng xe MG5 ạ Khi mà sang cuối tháng 5 này chiếc xe MG5 đang có các chương trình khuyến mại như nào tổng ăn bánh bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu cho nhau cách chiếc cụ thể ạ Chiếc xe MG5 sang cuối tháng 5 này đang có chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu cho em nhé còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe hay tư giờ cũng chuyên về giá xe à Tổng ăn bánh và các chương trình khuyến mãi ạ à. Ok xin phép được đi vào chi tiết Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe Với giá miết của chiếc xe này đang là 588 triệu Sang à, cuối tháng năm này thì đại lý chúng em đang giảm giá cho như là 70 triệu từ mặt Xuống còn với giá đang là 518 triệu ạ à. Vậy thì chiếc xe mà 5 bản Luxury này Lá nội đang là 611 triệu ạ. À. Còn ở tỉnh thì là 579 triệu. Tỉnh A tối trăm thì là 591 triệu. Và ở Thành Hồ Minh thì là 599 triệu ạ. À. Còn trả góp anh em trường bỏ ra với giá đang là 202 triệu. Tỉnh thì đang là 171 triệu. Tỉnh A tối trăm thì 183 triệu. Và ở Thành Hồ Minh thì là 191 triệu ạ. À. Còn một tòa tốt hơn, anh khuyến mãi nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào, thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giờ đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá đó là phần giá xe và tổng bánh ạ ok tôi giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe mg năm bản luxury ạ đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là bốn m sáu rộng là một m tám còn cao là một m bốn ạ còn chiều dài cơ sở dài đang là hai m sáu ạ tổng thể của chiếc xe này thì nó rất là dài, rộng anh em nhé. Về phần đầu xe của chiếc xe MG5 bản Luxury này, nó thiết kế của nó rất là có màn đời cao lăng rất là to bản, giúp cho phần đầu xe cảm giác nó được thể thao hơn, mạnh mẽ hơn, sang trọng hơn và tinh tế hơn ạ. Đó. Và các tính an toàn về phần đầu xe của chiếc xe này thì nó sẽ nào có camera 360 độ anh em nhé. Về đầu xe sẽ có camera 360 độ đi ạ rồi bật về phần đầu xe thì nó sẽ là có cụm đèn à, phía trước ạ, cụm đèn phía trước của chiếc xe MG5 này nó sử dụng là đèn à, đèn LED em nhá, ngoài nó sử dụng đèn LED ạ, Đó, à, đây quay cho em chi hơn về cụm đèn này, ngoài ra sẽ nó sử dụng là đèn à, à, LED ban ngày rất là dài giúp cho chiếc xe cảm giác rất thể thao và sang trọng khi mà đi trên đường ạ. Về sườn xe của chiếc xe MG5 này nó nó không phải là dập nổi quá nhiều đâu. Nó thiết kế vẫn ăn nhập với tổng thể của chiếc xe, giúp cho tổng thể chiếc xe là cảm giác nó được sang trọng hơn và lịch lãm hơn ạ. Đó. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần uh, bánh xe ạ. Bánh xe của chiếc xe này nó sử dụng là uh, vành đúc hợp kim nhôm ạ, vành nó là vành 17 anh em nhá. Phanh đĩa cho cả bốn bánh đi ạ. Đấy. Thiết kế bánh xe của chiếc xe này thì vành nó rất là thể thao, mạnh mẽ và sang trọng ạ. À. Các tính an toàn như hệ thống phanh ABS, phân bố được phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh cần cấp BA, có cả cảm biến nó số lốp anh em nhé. Có cả cảm biến số lốp đi ạ. Ngoài ra có hệ thống cân bằng đường xe, hỗ trợ cần hỗ trợ cảnh dốc luôn đây ạ. Về gương chiếu của chiếc xe này nó sử dụng là gương chiếu cùng màu thân xe ạ. À. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn led ạ. À. Nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cụp gương tự động điều chỉnh bốn mắt gương ạ. Hóa ra nó có cả camera 360 độ em nha tích hợp trên gương luôn đấy ạ. Còn về chân kính của chiếc xe này là chân kính phía trên này, về phía, dưới này, phía dưới thì nó có bằng dạng nhựa em nhá. Phía trên thì nó thiết kế nó kiểu thanh nhập chrome rất là sang trọng đấy ạ. Về tay nắm cửa là tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả bốn cánh cửa nhá. Còn về chân xe ạ, Trần xe của chiếc xe này nó sẽ có cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên đi ạ. Có anten trên kính rồi đi ạ. Còn đây giới thiệu cho về phần đuôi xe. Đuôi xe của chiếc xe MG5 này nó cũng được dầu lỗi cũng không phải quá nhiều đâu. Thiết kế nó rất là nhẹ nhàng, sang trọng và tinh tế ạ. Rồi bật về phần đuôi xe của chiếc xe MG5 này nó sẽ là có cụm đèn phía sau và cản sau ạ. Cụm đèn phía sau của chiếc xe này nó sử dụng là đèn led đấy ạ. Chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe ạ. Đó, thiết kế nó rất là sang trọng nhé em nhá. Về cản sau của chiếc xe MG5 này nó sẽ là có cảm biến lùi và camera lùi ạ. Cao là 360 độ. Bô chiếc xe này nó sử dụng là bô kép nhá, viền xung quanh được mạ chrome. Cản sau của chiếc xe này thì nó khá là góc cạnh. Tạo ra đuôi xe cảm giác nó được thể thao hơn và mạnh mẽ hơn ạ. Đó. Về mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này ở trong đô thị thì đang là 7 lít 8 ngoài đô thị thì đang là 5 lít 3 kết hợp trung bình thì đang là 6 lít ạ rất là tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ 1.5 đấy ạ Ok giờ sang phần nội thất giới thiệu cho em về nội thất ạ Nội thất của chiếc xe MG5 bản Luxury này nó sử dụng không gian nội thất mà màu đen ạ. Không gian nội thất màu đen thì giúp cho chiếc xe cảm giác được sang trọng hơn, lịch lãm hơn và đặc biệt sạch sẽ hơn khi anh em có trẻ nhỏ nhầm nhá Đó. ghế chiếc xe này nó sử dụng là ghế da ghế da chỉnh điện 6 hướng đấy ạ còn còn về bên ghế phụ nó sử dụng là ghế chỉnh cơ 4 hướng ạ đây ghế chỉnh điện này chỉ của chiếc ghế nó sử dụng chỉ đỏ em nhá ngồi rất rộng rãi thoải mái và ngồi rất ôm ghế đấy ạ còn về bên cánh cửa của chiếc xe này nó sử dụng bên cánh cửa nó là không gian màu đen kết hợp với cả điểm nhấn màu đỏ ạ. Có lên xung kính cho bốn cánh cửa khóa cửa chốt kính Đó. ok giờ sang bên hàng ghế thứ hai giới thiệu cho anh em về bên hàng ghế thứ hai ạ hàng ghế thứ hai của chiếc xe mg 5 này là giống như hàng ghế đầu tiên nhé ghế nó sử dụng là ghế da màu đen đấy ạ ngồi rất rộng rãi và thoải mái ạ ok sang sâu xe bên trong giới thiệu cho anh em chi tiết hơn về bên hàng ghế đầu tiên ạ đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần vô lăng ạ vô lăng của chiếc xe này nó sử dụng là vô lăng ba chấu ạ được bọc da sờ rất mềm mại ạ thiết kế là dạng dạng cắt em nhé dạng thể thao đấy ạ tích hợp trên vô lăng sẽ có đàm thoại chỉnh tay điều chỉnh âm lượng có cả cruise control đó chính là ga tự động đấy ạ về bàn đồ tablo chiếc xe này nó sử dụng bản đồ tablo uh, uh, điện tử 7 inch ạ à, túi khí bản này nó sử dụng là 6 túi khí nhá có về màn hình giải trí của chiếc xe này màn hình cảm ứng 10 inch có kết nối Apple carplay và Auto Android ạ và có kết nối Bluetooth 4 cầu USB nghe đài radio về hệ thống điều hòa, chiếc xe này nó sử dụng là hệ thống điều hòa cơ uh, chỉnh tay kháng bụi ạ. Theo em chiếc xe này lên chế độ hệ thống điều hòa tự động thì tuyệt vời hết rất là nhiều. Còn về bên ghế phụ này. Đấy, ghế này, chỉ đen này, viền mạ chrome này. Về phần hộp số, chiếc xe này nó sử dụng hộp số tự động vô cấp em nhá. Hộp số tự động vô cấp gì uh, 8 số ảo đấy ạ. Phanh tay sử dụng là phanh tay điện tử rồi đấy ạ. Oh, thiết kế rất tuyệt vời nhá cần số là cần số thẳng ạ có cả auto hold và phanh đúng, phanh tự động Bịa tay trung tâm này có cửa gió cho hàng ghế thứ hai này về động cơ của chiếc xe mg 5 này nó sử dụng là động cơ 1.5 ạ với công suất cực đại của chiếc xe này thì đang là uh, 184 kW trên cho 6.000 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 150 Nm trên cho 4.500 vòng phút ạ. Tốc độ tối đa có thể đạt được là 180 km trên giờ nhầm nhá. Và dung tích bình liệu đang là 45 lít đi ạ. Về các tính an toàn của chiếc xe MG5 bản Luxury này nó có rất rất nhiều tính an toàn nhầm nhá. Với như là có túi khí bản này nó sử dụng là 7 túi khí ạ. À 6 túi khí ạ. Ngoài ra thì hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LD, hệ thống hỗ trợ phanh cần cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử xe, hệ thống kiểm soát độ bám đường, hệ thống visa điện tử, hệ thống cảm biến Absolop, hệ thống hỗ trợ nhấn dốc, kiểm soát phanh khi vào cua, chức long làm khô đi phanh nhé, hệ thống cảnh báo phanh cần cấp, hệ thống kiểm soát cruise control cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường ạ, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo phương tiện va chạm phía sau ạ. Về màu sắc xe của chiếc xe MG5 này thì sẽ nó có hai màu cho em lựa chọn, bản Luxury có hai màu ạ, còn bản Standard sẽ có ba màu ạ, như màu vàng và màu xám em nhé. Ok, vậy giờ này em đã giới thiệu cho về phần giá xe Tổng bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe MG5 rất là chi tiết của thể rồi. Vậy do này xin phép em sẽ dừng video đây. Anh em có thì hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé để sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của MG cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên trường Việt Nam để cho anh em sẽ lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mãi ạ. Ok xin phép em sẽ dừng video đây ạ Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem video này kìa em ạ